Sai đây. Xin chào quý vị và các bạn. Và tôi vừa thực hiện một lần bài quyền bát sai đai. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chậm lại từng kỹ thuật một cho chúng ta. Bởi vì trên mạng thì các võ sư nước ngoài người ta nói toàn tiếng nước ngoài, cho nên là nhiều võ sinh Việt Nam không có tập theo được. Thứ hai nữa là mỗi môn phái tập một kiểu làm cho các em rất là khó khăn. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chậm lại bài quyền bát sai đai của hệ phái Shotokan. Chúng ta cùng xem nhé. Và quý vị các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn. Bây giờ tôi sẽ đứng gần như này, nếu mà có bị gần máy quay tôi sẽ lùi lại để chúng ta dễ nhìn. Đầu tiên chúng ta nghiêm và chào. Sau khi nghiêm chào xong chúng ta đọc tên bài. Sau khi đọc tên bài xong rồi chúng ta vào hai chân này luôn. Hai bàn chân sát vào nhau, hai đầu gối sát vào nhau luôn và hai tay đặt như này luôn. Đó, bát sai đai của Shotokan là vào như vậy luôn. Sau đó chúng ta giơ chân lên, ta đỡ, đỡ tay này vào đây. Đó, sau đó chúng ta quay ra sau thành cánh chiên và đỡ trong ra. Hai đòn đỡ trong ra. Một, hai, này nha. Một, hai. Sau đó chúng ta quay sang bên này và đỡ ngoài vào. Đó, xong rồi chúng ta lại đỡ trong ra. Chúng ta rút chân đầu về. Đưa lên đây. Rút chân đầu về. Đưa lên đây. Và đỡ ngoài vào. Xong rồi đỡ trong ra. Xong ta rút chân sau lên. Phủ tay vào đây. Đưa tay ra. Nó đấm chú đan. Đưa tay vào ngực của mình. Bẻ không ra đỡ. Tiếp tục đấm. Đưa tay vào ngực. Đỡ. Tiếp theo chúng ta tiến lên, chúng ta đỡ ở tấn Kokutsuachi. Xin lỗi, Kokutsuachi. Chúng ta đỡ năm mươi đòn thứ nhất. Tiếp đòn thứ hai. Xin lỗi nha, cái chỗ này phải bấm tạm dừng lại nhé, để cho cái chuông điện thoại nó làm. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn lại nhé, bởi vì đang hướng dẫn đến cái đòn này thì bị chuông điện thoại cho nên thành ra nó dở đi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn lại, chúng ta bắt đầu xem luôn nhé. Bây giờ ta sẽ tiếp từ bắt đầu từ cái đòn này đi. Bắt đầu từ đây đưa ra, đấm đòn thứ nhất, đỡ trong ra, đấm đòn thứ hai, chúng ta đưa lên đây, đỡ trong ra. Và sau đó chúng ta tiến lên, tấn Kokutsuachi, đỡ Naname. Tiếp đòn tiếp theo, cũng vậy, Kokutsuachi, đỡ Naname. Và tiếp theo, tiến, rồi lùi. Tiến lùi là cũng phải tấn Kokutsu và đỡ Naname nhé. Rồi sau đó chúng ta đưa chân sau ra một tí, chúng ta đưa cái tay lên giống như chúng ta nắm cái tay đối phương ấy. Ta nắm cái tay của đối phương xong ta giơ chân lên, ta chắn đòn Jokogeri tầm thấp đạp vào gối của đối phương, và đồng thời hai cái tay của chúng ta nó giật về bụng, hai tay ta giật về bụng mà giật về bụng chúng ta đá Jokogeri, xong ta rút chân về, chúng ta đỡ năm về đòn thứ nhất. Tiếp theo đỡ năm về đòn thứ hai. Và rút chân đầu về, đưa tay lên, chúng ta rút chân phải thế này, chúng ta rút cái chân phải này về, hai tay chúng ta ngửa thế này, và nó bung lên giống như kiểu có người nắm vào tay mình, hất hai cái tay lên, sau đó giơ hai chân lên, kẹp hai tay xuống, và tay này đấm lên, tay này rút về, tay phải đấm lên, tay trái rút về, đó, tay nhìn tiếp ở đây nhá, này nhá, rồi, về, xong chúng ta quay sau,
ta xỉu, chúng ta xỉu bằng đao tay lên trên rút về đây, xỉu đao tay, à, sau đó ta rút về, tay trên này vuông góc, tay trái gạt, chúng ta giơ chân lên cao rồi, lưu ý là giơ muốn cao lên, cho nó đạt xuống tấn kiba, đặt cái đao mara nhưng ở tấn kiba chỉ, xong chúng ta đưa cái tay vào đây, chúng ta đưa ra. Đưa sang cái này như này này, ta nhìn thế này, nhìn thế này nhá, đưa đây, đó, ta đưa đây như này, xong chúng ta tạt cái chân vào, ta tạt cái chân sau vào, tạt cái chân sau vào, cái này này, đó. Xong đó ta thực hiện 3 đoạn gạt, 1, 2, 3, kết thúc lần thứ 3 là cúc, đưa chân vào, đó, ví dụ như đây là lần thứ 3 kết thúc, ta đưa chân vào đây, ta đấm một đòn một bụng một đòn trên xuống trên một đòn thẳng trên xuống và dưới lên một đòn một bụng một đòn một mũi đó và tiếp theo cũng vậy đó. Sau đó tiếp theo cũng vậy rồi sau khi thực hiện kết thúc ba cái đòn này thì chúng ta đưa cái tay qua đây gạt hất cái chân của đối phương ra giống như kiểu đối phương đá nó đi vào chúng ta đưa cái lưng tay ra gạt cái chân của nó hất cái chân nó ra. Tiếp theo lên đây chân sau lên đây và đỡ nam mê ở tấn kokutsu và sau đó tấn kokutsu ngược ra sau và tiến lên hết hết và kết thúc bài quyền rồi đỡ nam mê kokutsu chỉ và sau đó ta rút chân về hai chân nghiêm sát vào nhau hai tay một tay đấm này một tay bọc ngoài đó, bọc ngoài hai tay trở về tư thế ban đầu và chúng ta đưa hai bàn chân ra đó. Đưa hai bàn chân nhé chúng ta khép lại đưa hai bàn chân ra là cúi chào đây chúng ta kết thúc bài quyền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem, nếu có gì cần hỏi thêm chúng ta hãy comment bình luận ở phía dưới. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.